Đinh Quang kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin hàng ngày của người Việt TV Online nè. Trước hết là tin liên quan đến AT&T và Time Warner. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ vừa mới đưa ra một cái lời yêu cầu là Time Warner và AT&T phải ngưng lại cái hợp đồng mua bán mà chỉ giá lên tới 85 tỷ 400 triệu Mỹ Kim. Đây là một cái thỏa thuận mà AT&T muốn mua lại Time Warner. Time Warner là chủ của CNN và của hệ thống HBO. Bộ Tư Pháp Mỹ nói rằng nếu mà cái hợp đồng này được chót lọt đó, thì rõ ràng là bất hợp pháp và đồng thời gây phương hại đối với khách hàng. Bộ Tư Pháp còn nói rằng tất cả cái việc mua bán này khiến cho giá mà khách hàng phải trả sẽ lên cao hơn. Trong khi đó thì AT&T nói rằng không có lý do gì chặn cái hợp đồng này lại cả, bởi vì cái quyết định này là một quyết định hết sức đáng ngạc nhiên vì từ xưa tới giờ thì không có cái việc mà bộ tư pháp à, ngăn cản một cái hợp đồng nếu giữa hai đối tượng không phải là những người mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau ở trên thương trường. ban giám đốc của AT&T loan báo rằng họ sẽ tiến hành một vụ kiện bộ tư pháp của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn vận động tranh cử ông cũng đã nói rằng ông có ý định là sẽ chặn cái hợp đồng giữa AT&T và Time Warner. Uh, thưa quý vị bộ tư pháp có đưa ra một cái đề nghị rằng tham quaner muốn đạt cái hợp đồng này đó, thì họ phải chấp nhận bán một số tài sản của họ uh, trong đó có hệ thống truyền hình CNN nhưng mà biden um, thì nói rằng họ cương quyết sẽ không bán CNN nếu hợp đồng mà được đôi bên uh, thỏa thuận vào giờ phút uh, chót để ký với nhau liên quan đến giá nhà đất tại San Jose tức là miền bắc của tiểu bang California Giá nhà tại khu vực này hiện nay đang tăng tới mức độ chóng mặt tại cái khu vực Santa Clara County Khó có thể mua được một căn nhà nào dưới 1 triệu Mỹ Kim à, Trong khi đó thì tại Alameda County giá nhà trung bình là 750.000 Và tại Walnut Creek giá nhà là 700.000 Mỹ Kim à, Thưa quý khán giả, một cặp vợ chồng uh, tên là Tom Jung muốn mua một căn nhà từ One Creek Home và cách đây một thời gian họ đã mua được một căn nhà trị giá là 475 ngàn vào năm 2009. Sau đó bỏ ra khoản tiền 225 ngàn để mà sửa sang lại ngôi nhà. Và cách đây hai tuần lễ thì họ đăng các căn nhà ra lên thị trường để muốn bán. Với cái giá mà họ đề nghị là 985 ngàn Mỹ Kim và họ được cái nhà được bán ngay trong một đêm thôi. Và kết quả thì không ai ngờ được chủ nhà đã bán được căn nhà này của mình với giá 1 triệu 70 ngàn Mỹ Kim. Khu nghỉ mát uh, Mark Alago của Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang Florida hiện nay đang uh, bị 19 tổ chức uh, từ thiện ngưng cái hợp đồng tổ chức sinh hoạt gây quỹ tại uh, Mark Alago. Uh, thưa quý vị, bởi vì họ nói rằng Mark Alago có một số khách đến đều là những người có chủ trương theo chủ nghĩa da trắng um, siêu đẳng và chủ trương dân, tuy, dân túy. À, cho nên họ không muốn có những hợp đồng làm việc với khu nghỉ mát mặc Alago. Ngoài ra, thì cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump sau khi xảy ra cái biến cố chết một người phụ nữ tại Chalkville, Virginia, cách đây 2 tháng, à, khi những người chủ trương da trắng siêu đẳng đã xô sát với những người mà chống lại họ, khiến cho một người phụ nữ bị uh, thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump nói rằng cả hai bên đều có lỗi đây là một trong những cái khu vực kinh doanh hái ra tiền của Tổng thống Donald Trump. Bởi vì thí dụ có những bữa tiệc ăn tại đó, một thực khách vào ăn trong một bữa tiệc gây quỹ, họ phải trả số tiền 750 mỹ kim cho một cái đi ăn nhỏ vào buổi trưa. Và cuối cùng là hệ thống Starbucks, cà phê nổi tiếng trên thế giới đang bị chỉ trích trong mùa Giáng sinh năm nay. Bởi vì trong suốt 20 năm vừa qua thì Starbucks năm nào cũng đưa ra một cái chủ đề mới Họ vẽ trên cái ly giấy của Starbucks bán trong mùa Giáng sinh, mùa Thanksgiving và mùa lễ hội cuối năm. Nhưng mà năm nay thì Starbucks đưa ra một cái ly ngoài những hình ảnh màu sắc liên quan đến lễ Giáng sinh thì có hai bàn tay vẽ bằng cartoon, hai người phụ nữ nắm chặt tay nhau như vậy. Những người chỉ trích nói rằng Starbucks đang vận động cho một chiến dịch cổ suý cho những người hôn nhân đồng tính. Ban giám đốc của Starbucks nói rằng họ không có ý định này. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay thì hệ thống truyền hình CNN đã gọi trực tiếp đối chuyện với một trong những vị đại diện của Starbucks. Thì người này không đưa ra một bình luận phủ nhận hoặc là công nhận cái chủ đề năm nay của Starbucks là gì. Những người chỉ trích thì nói rằng không nên cổ suý một hình ảnh như vậy. Rõ ràng là muốn uh, cổ suý cho cái trào lưu mà bây giờ người ta càng ngày càng gọi là come out of the closet, tức là tiết lộ cho mọi người biết rằng mình thuộc giới đồng tính chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong bản tin kế tiếp